Anh em, anh em vào xin một like anh em ơi. Và ngày hôm nay thì content của chúng ta tôi có 8.000 tỷ. Đó, bạn là em Trung yêu trường quốc tế gửi 8.000 tỷ đội hình, bảo nhờ thầy build một cái đội hình. Với đầu tàu là ui, đầu tàu là anh Liêm, anh bủ ngay EU24 cộng 5. Ui, lại còn có đa lốt nữa thì thôi xin phép hôm nay build một tuyên bố hướng tới Euro 2024. Let's go. Rồi đã đa lốt lại còn Ronaldo nữa thì xong rồi còn gì. Chắc chắn sẽ phải là team bồ rồi, hướng tới Euro. Ok go. Build team bồ đương đại nha. Build team bồ đến mùa Euro 2024 rồi nha. Bồ 2024 thì là có anh 7 rồi này. Bủ lô nhỉ. Bủ lô Fernandez là chắc chắn là cái tên phải có đấy nhỉ. Bủ lô, có bủ ngay là phải có bủ lô đúng không anh em? Đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Cảm ơn anh Nguyên nha. 2024 đi thầy, hình như có cộng 4 chỉ số dứt điểm. Xong rồi. Bủ lô. Tôi sẽ đá đội hình 4-2-1-1. Hai bên phía cánh sẽ có những ai nhỉ anh em nhỉ? Anh em gợi ý cho tôi cái. Đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Cảm ơn Nguyên nha. Marcelo mùa 23 u đá CDM giáo án mới. Đẹp keng luôn đấy. Đẹp keng luôn đấy. Bụt luôn, đá CDM luôn cho cẩn thận. Đá CDM nha. Tôi định để tôi định mua quả Cancelo kia về đá CDM. Luôn nhở, mút luôn. Ui có hàng luôn này. Ngọt sặc. Xong rồi, ui có đúng một con. Ok luôn. Danilo Pereira. Ui Danilo Pereira rẻ vậy. Mút liền. Món quà liền. Danilo về cho về dự bị. 580 mà đẹp nhở, 600 tỷ cho vị trí layout này, ok đấy nhở. Củ lỏ xanh điệu fan chú Hồ An liền đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Củ lỏ yêu. Gau gau ẳng ẳng ư ư ư, con chó nhà em hỏi thầy nay nó ngồi đâu? Mời con chó nhà em ngồi ở cuối lớp, con chó phải ở cuối lớp để cho anh em vào lớp ngồi. Con chó thì ngồi cuối lớp nha. 24 đấy, uầy xin ra đây rồi. BTB8, ok lá. Đang ở đây. Trung vệ chắc cứ Ruben Dias phát nhở. Ruben Dias thôi. Dias chưa mua mùa gì đây này. 23U thì lại không có hàng. Giận thế. 23TS có hàng không ta? Không có hàng luôn. Uầy, PBEBS cũng 8 món quà nhờ. Đúng món quà luôn đấy nhờ. Đẳng cấp, thật sự đẳng cấp luôn. Đẳng cấp đấy, phải vụt đấy. Thủ lĩnh hàng phòng ngự. Nó phải là IBS cộng 8. Nó phải là IBS cộng 8. Tuấn Trường ơi, thầy Ly chia cho em bao nhiêu mà sao em dí anh tới cùng thế? Chìa. Mặt buồn rười rười. Không phải, các bạn là Tuấn Trường muốn là việc gì cũng được xử lý đúng quy trình. Tức là người em búa một phát là xong luôn. Búa phát là xong luôn. Cancelo đấy, đang đợi Cancelo về để đá CDM đấy. Ôi xong luôn rồi. Chúng ta đã có CDM rồi anh em ơi. Jose Sa. Sa. Đây, Jose Sa. Ui xong, món quà thật. Món quà thật sự luôn đấy, chốt nha anh em nhá. Chốt nhá. Trời ơi, đẹp keng, chỉ số này 1m92, ui trời ơi, đây là xong luôn gì. Bút luôn. Thích một con lửa về đầu cụ 9. Mua con lỡ về đầu cụ 9 luôn. Uầy, quả tim này đẹp keng luôn á. Cho lên 9 luôn, nhưng gì nữa, lên 9 là vào sân luôn. Củ lỏ xanh điệu fan chú Hộp An liền đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Cảm ơn củ lỏ nhá. 5 đồng chuẩn, ca bớt, 5 đồng tâm mới đủ sáng. Ít hơn là chưa đủ tình cảm. Vào sân anh em ơi, xong rồi. Trời ơi, đập thẻ, có gì đâu mà mấy anh em cứ loạn lên đâu, có gì đâu, tôi thấy dễ mà. Vào sân. Xong rồi, chúng ta đã có thủ môn, cộng 9. Thế thôi mà. Ok, chỉnh chiến thuật phát. Cân bằng. Chỉnh chiến thuật nha, luật như luật giải mới, như luật giải hiện hại đâu ăn. Mister Dilo không hát Mister Siro mà hát niềm tin chiến thắng đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Cảm ơn em Lộc nha. Full mùa 24 ôm bom vô địch luôn nào. Không có E vừa có làm hàng. Một team bồ cộng Pháp ôm bom. Không có hàng ấy chứ, không có hàng. Em Lộc ạ, không có hàng nên là không thể nào mà build thế được. Tất căn bản là không có hàng ấy. Phải giữ vị trí. Nó là như này. Hai con cánh không phải lấy luôn.
Hàng tháng này tí ở nhà nhỉ. Tại vì nếu mà theo bản mới này thì hậu tiền vệ người ta tiền vệ cánh mình sẽ không để luôn hỗ trợ phòng ngự nữa, nên nó sẽ không lui về phòng ngự nữa anh em ạ. Nên là mình sẽ để như này đi. Bà hết. Trừ anh Liêm thôi. Anh Liêm ưu ái để 3-1, tại vì anh Liêm già rồi. Anh Liêm già rồi để 3-1, đẹp keng. Ok, chúng ta không có gì đấy. Chúng ta đi huấn luyện viên anh em ạ. Khánh đã chi phối thầy Lân với 100.000 đồng. Thầy cho em thấy con Jota gấp được không ạ? 15p nữa em phải đi việc mất rồi. Cảm ơn Khánh nhiều nha, để thầy cố gắng, để thầy cố gắng thật. Anh em ơi, anh em nào, để thầy dồn lúa, thầy dồn lúa vậy. Để thầy dồn lúa, đợi thầy một chút. Cảm ơn Khánh nhiều. Sao bị lag quả đấy không lưu luôn mà. Giận tím người luôn. 3-1. Không, anh không phải về, anh không phải về, anh già rồi, anh không phải về cho em. Ok chưa? Rồi. Chỉ SR1 đi thầy, SR1 là gì anh em? Không, phải SR2 chứ. Phù hợp trong cánh chứ. Phải chỉnh phù hợp trong cánh đấy. Lương Phen Mù ơi, ekip của thầy Toby Trá đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Ui, cảm ơn Lương nhiều. Đức nên để ý tí nhé. Nên chú ý quan sát nhiều hơn. Cấn Trường vừa trưa nay dàn cảnh em Minh 2K8 đi gần 2 đồng đấy mặt cười. Ác thật, Tuấn Trường này ác thật. Nhưng mà thích cái sự lạnh lùng đấy của Tuấn Trường. Ôi, 2.000 anh em ơi, cho tôi xin một like với được không? Tiền đạo và Bayern em có thể thử quả Matty Tèo NG8 sống tình cảm đã cực kỳ ghê luôn. 23 NG8 10.000 đồng. Em thấy trên kênh chat thằng Minh nhỏ đòi va kìa thầy. Đâu? Hay thầy nể mặt em, nâng giá va của nó lên 500k giúp em nhé. Yêu thầy. Ok em, xong rồi. Ok em nha. Lên. Quá kinh khủng. Quá kinh khủng luôn. Leo sẽ là hạt nhân trong lối chơi của Bồ Đào Nha mùa Euro năm nay. Thu Cờ Lê đã chi phối thầy Lân với 10.001 đồng. Giải thích đi. Em viết là G2 Elgun, có nghĩa là thầy say mà vẫn đẹp trai. Có không, có không. Ui, có mẹ lắm biết. Thì không biết tiếng Hàn mới đâu chứ. Thằng nó biết tiếng Hàn. Thằng nó biết tiếng Hàn ấy được không? Ngại đấy. Anh em nào biết tiếng Hàn thì giúp tôi quả này được không? Cùng tên với thầy nhưng em đẹp trai hơn đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Con này lo. Tuấn Trường 22.222 đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Cảm ơn Tuấn Trường nha. Láo thật, em tưởng chỉ có mỗi em bảo anh D2F. Giờ có thêm người nói thì chắc chắn anh D2F cô cần giải thích nữa. Em là sai đấy. Ui dồi ôi, bù lô. Đây rồi. Bên làm đồ xin vào nó khéo chưa? Hello Siva khéo chưa? Tuấn Trường 22.222 đã chi phối thầy Lân với 50.000 đồng. Đóng tiền xin một trận ăn hành. Ok em Trường, sau cụ lò là đến em Trường yêu của anh. Cái xin cẩn thận luôn mà, đôi bạn không lên được bóng luôn này. Em Khánh em nãy giờ cứ loanh quanh ở phần sân nhà thủ thôi. Hình như là không được vị. Ủa, hay quá. Thằng đàn Lima cũng bị sấy á. Ủa, hôm qua tôi sấy những ai vậy? Nhưng tôi không xin lỗi đâu. Tại vì là tôi mà sấy ai là đúng đấy, chứ không phải xin lỗi đâu. Cùng tên với thầy nhưng em đẹp trai hơn đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Hôm qua Tháp Đạt Lima kêu thầy đi nhậu không ới nó hèn gì say với nát hay ngấm gì đó. À thế à? Có người ta chờ lần một chạy éo trò lại cho lần hai mà mày chào ít thôi à? Nguyên một lần ở vùng quê khu nghèo khó đó, thích sống kiểu chó. Đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng, góp hiểu thêm về anh Bảy. Em Trường ạ, à, đừng anh Hải, đừng cái gì lôi anh Hải vào. Có mẹ ăn lỏ đã ghê vậy. Lỏ đã ghê vậy ta.
hình như là cái team MU này của lò à của lò này là tôi build mà. Sao tôi build cho lò đá ghê thế nhỉ? Con quái vật do chính mình tạo ra à? Tôi phải bắt đi, phải bắt anh mù ấy đi. Chí. Người fan mù ơi, kíp của thầy Toby Trá đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Cảm ơn em Lương nhiều. Trần thằng Hàn đều sang có mấy bữa mà lộ nhiều cái, bữa nó nhét cả chữ vào mồm em luôn mà, sợ thật. Không à, anh Khoa. Anh Khoa là bên làm sự kiện, làm event, làm thẻ thủng thôi. Thằng Tín anh em ơi. Anh em đừng lôi anh Khoa của tôi vào, anh Khoa của tôi không biết gì hết. Bắt. Chiu. Lép bác đội trưởng, ok chưa? Nguyên một lần ở vùng quê khu nghèo khó đó, thích sống kiểu chó. Mày bắt! Đã chi phối thầy Lân mày với bắt. 10.000 đồng. Góp bữa người ta chửi thành mù liên quan gì đến nó DNT chửi ngược lại viewer. À. Game thủ chưa có cái tổn lùi gì trên bảng xếp hạng đã chửi người này người kia mặt cười. Được mà, ngầu điên nhờn. Bên đàn đồ Siva nói gì, nó khéo đấy. Nó khéo đấy. Cô lò hiểu chưa? Nó khéo đấy. Chưa tài đâu của lò. Thấy nhắc em. Trời ơi. Cổ lò này phải luyện tập rất nhiều đấy. Tuấn Trường vào sân. Qua mày chửi ai? Mày thằng thề nhót này, tao chửi mày luôn đấy Lam ơi. Có mẹ ảnh làm luôn đấy, sao? Làm chó. Thấy chưa, chính ra nhá. Phải chửi một tí thì mới có mấy thằng anti vào nó mới gọi là búc cho mình lượt đăng ký kênh để nó comment nó chửi mình. Thu Cờ Lê đã chỉ phối thầy Lân với 10.001 đồng. Cảm ơn Thu Hằng. Em thấy trước có mấy anh tên Nam donate cho thầy, xong thầy cứ bảo ui anh Nam của em, mà giờ thầy chửi Nam chó. Vui vẻ này vét kìa. Đùa, thiếu gì người tên Nam đâu em. Đâu phải ai tên Nam mình yêu quý. Có những người anh tên Nam tôi cực kỳ yêu và tôn trọng, nhưng mà thằng Nam này phải chửi. Nó chửi tôi. Có dám nhận không? Có dám nhận thì dám đi. Còn đá không va anh ấy xem nào. Ok luôn mà anh ơi. Ok luôn mà anh, bộ đội của em tất nhiên phải va rồi. Hay quá. Ui hay quá anh ơi. Hơi mất kiểm soát á. Điền hơi mất kiểm soát. Gì. Càng nữa hơi mất kiểm soát. Cái đấy vẫn trong tầm kiểm soát mà. Yêu ghét nó vẫn là rạch ròi luôn đấy. Cái đấy mà không hơi mất kiểm soát. Lê Đức đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Cảm ơn Đức bình nha. Thường thầy là hoa hậu thân thiện, đêm qua thầy là streamer mỏ hỗn và cả làng FCO và cả kênh chat. Nói chung tối qua thầy là bộ mặt khác. Thầy bảo Trung ơi, dễ mà, vẫn chiến thuật này. Nhưng mà đổi để tất cả về luôn hỗ trợ phòng ngựa là xong. Với cả cái cân bằng đổi thành lui về là xong Trung ạ. Thầy có tuổi thơ mãnh liệt thế, ngày xưa ai chả thế. Ngày xưa hồi 9x ai chả thế. Bây giờ bóng làm gì có sân cỏ nhân tạo hay là sân gì như bây giờ đâu. Toàn sân trong, toàn đá trong ngõ luôn đấy. Bạn chú hơi đau, có gì gặp bạn cháu chú nhẹ tay được không chú? Cháu đánh bạn chú hơi đau là ai đấy hả cháu ơi? Em Nguyên sống tình cảm đã chi phối thầy Lân với 100.000 đồng. Ôi cảm ơn Nguyên nha. Chào thầy em đi đây. Đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Em đang ngồi nép, nãy có bạn nữ vào ngồi kế em xong xem phim hẳn, nước mắt nước mũi chạy lòng vòng,
đang chơi Valorant mà éo nghe tiếng chân được, cọc qua em táp con mẹ nó cái bình bằng thiếc vào mồm bạn ấy, mỏ bạn ấy sưng vù lên xong khóc to hơn nữa thầy ả mắt cười. Uầy, em Nguyên này đẳng cấp đấy nhở? Anh Tú đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Bên kia có người kìa, làm nào bóng sang bên kia mới là khó này. Chắc là chuyền như này đi. Uầy, Bernardo Silva đá ấy thế nhở? Chính là đường tìm bồ ưng nhất của Bernardo Silva này mất. Đá vãi biểu. Trung trường quốc tế đã chi phối thầy Lân với 10.000 đồng. Ok xong, cảm ơn thầy đã cho em lên sóng nha. Bye bye thầy, em đi từ Ngụy Như về Hà Đông đây. Uầy, đang mưa mà, chú cẩn thận nha. Không có đợi lên ngớt 10 về, đang mưa to lắm. Thi đấu như vậy mà xứng đáng có một hợp đồng chính thức tại X-Men thôi. Ai chả nhìn ra là anh Hiệp vẫn còn trẻ, chưa già. Cha chưa già đâu. Còn leo đã hay, nói chung cái team bồ này ok đấy. Nếu mà nhìn về cái khung đội hình bồ mình build trong game này mình nhìn Bồ Đào Nha năm nay ở Euro ghê đấy. Hay đấy anh em ạ. Bồ Đào Nha ở Euro là hay đấy. Đáng chờ đợi đấy chứ. Nghe mà đã thấy đúng rồi, không sai được, không thể sai được. Thằng Nam được thả dích rồi. À đây rồi, thằng Nam rồi. Úi thằng này đúng giờ phết nhở. Thằng này là cho 5 phút nữa. Ok chưa? Em cảm ơn anh bộ đội ạ. Em cảm ơn anh bộ đội. Trận em đã hết tay đấy anh ạ. Nên là anh em mình nói ít hiểu nhiều đúng không anh? Anh phải tập bước 1 đi. Anh chưa biết dùng, anh phải tập đi anh ạ. Xin phép anh em là tối chúng ta gặp nhau nhá. Anh em cầm nước nghỉ ngơi đi anh em ơi. Chúng ta hẹn nhau vào tối nay nha anh em. Bye bye tất cả anh em. Bye bye.